Ôi. Đi đâu vậy con? Đi gì con? Con đi hẹn hò cô. Rồi ở nhà ai coi chừng nhà? Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Chị con của em hả? Thôi đi xuống. Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á. Trời đất ơi. Ê, đừng có đuổi ta gì vậy? Không có được. Anh đi vô đi. Gì vậy? Chơi chơi đuổi. Hả? Cái này cháu của em. Hả? Cháu của em. Cháu thì cháu chứ ngồi xuống đó để tôi giải quyết. Ngồi xuống. Em đâu có hẹn họ. Ngồi qua đây. Không có được. Trời đất ơi má. Không được. Gia đình của nó gửi vô em. Ngồi xuống, ngồi em xuống. Chỉ là mai mối cho người ngoài thôi. Thì ngồi xuống tôi giải quyết. Ngồi xuống. Thôi nhân viên. Thôi không được. Con. Quan kia. Cái gì vậy? Bữa nay giải quyết rồi. Quan kia. Qua đây. Chương trình ra tự nhiên đuổi cháu tôi về. Để tôi lo bên đây cho. Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi, làm mai với ai? Làm mai chàng trai. Chàng trai đâu? Kêu chàng trai ra đây. Giờ tôi không kêu. Chàng trai đâu xuất hiện? Bên kia, ghế của tôi. Ở quên ghế của anh Huyền Linh. Ủa, chưa hỏi gì hết trơn mà. Thôi tự em giới thiệu luôn. Giờ sao giờ là con hay em? Mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô. Dạ thôi mời con hay. Con hay vậy mời con ngồi. Trời đất ơi. Dòm sao cũng. Dòm cái gì mà đến mức mà bán ra họp trên phố. Nói chung là mình không có dòm gì nhiều. Chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên. Xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung. Cùng ồ. Dạ cùng ồ. Vậy là đi họp trên phố đó hả? Dạ. Gây rối trật tự. Gây rối trật tự phá rối chị em phụ nữ xung quanh. Nói vậy là xạo. Có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không ồ mắc mớ gì đâu. Vậy là kể chưa thành thật. Thành thật đi. Này, thành thật thì em thì sửa xe á, rồi có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe á, rồi những chị phụ nữ mà chiều đi. Đúng rồi, không, cái đó. Phải họp tổ dân phố chứ, đúng không quý vị? Rồi. Có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không cố ý. Vô tình mà còn kêu nhiều người mà kêu bằng vô tình. Nè, nói nghe. Hửi ra, hửi thôi. Nói nghe nè. Có hôi không? Không. Ngày tắm mấy lần? ba lần. Xạo, làm gì ngày tắm ba lần? Tắm thì, lần hai lần thôi chứ. Thì sáng tắm đi làm, trưa về nóng quá tắm, tối tắm đi nghỉ. Ba lần. Có tập thể thao gì không? Có, em tập thể thao thì đều đặn. Có sức khỏe không? Khỏe. Hỏi đàng hoàng nghiêm dạ, túc. Khỏe. Chắc được mấy cái? Khoảng được 30 cái. Thử rồi, 20 thôi. Ba đây luôn đó chị. Ừ. Giờ muốn có bạn gái không? Thì có chứ. Làm đi. Trời ơi, bự như con voi vậy mà cứ kêu như con mà để tôi tưởng bệnh chắc cái em bé còn nhỏ lắm. Đâu bự lắm chị. Đâu bự lắm đâu hả? Dạ. Kêu cô xin con luôn đi. Thôi con quý chú, con muốn gọi chú. Vậy là không có quý cô nên gọi cô bằng chị hả? Không, tại vì cô quý chú khác, đủ anh chị quý chú khác. Đứng lên coi. Trời ơi, ăn cái gì mà to vậy? Cao bao nhiêu? Dạ, cỡ như 1m8 á. Nặng nhiêu? Cũng cỡ 80 á. Chị rung lắm hả? Không, tại thấy chị nhìn em hoài, em cũng biết nói gì với chị nữa. Nói đi, em muốn nói gì em nói đi. Tướng về mà sao cũng rắn. Chị cũng cũng rắn nè. À, hèn chi. Hèn chi nãy giờ khớp quá phải không? Ôi, nhìn như cảm giác như sắp xỉu tới nơi vậy á. Nhớ mặt rắn em sợ. Trời. Mày mốt, vợ em chụp hình con rắn để ngay đây nè. Trời ơi là trời. Nghe đồn bạn biết sáng tác với hát hay lắm đúng không? Hả? Ai đồn? Chương trình đồn. Hát bằng con gái bản cho hết rung. Bản nhạc này viết lời nó là bản nhạc thất tình, nó hơi buồn. Kệ nó. Nó buồn lắm. Kệ. Mà chưa có tên nữa. Hát đi rồi bạn gái đặt tên. Hát hai ba câu thôi nha. Hát hai ba câu sao ta đặt tên? Hát hết thì hết thời gian. Kệ cho luôn. Không. Rồi thôi hát đi, muốn hát nhiều hát. À, xin gửi tới mọi người một bài hát cho em tự chế. Chuyện tình chỉ mấy mùa thôi trôi theo em như cánh chim trời. Yêu dấu xưa còn đây mà giờ người vội quên mau. Cùng những ký ức ấm áp nơi mình trao nhau hôm nào. Do nước mắt này khẽ khẽ lăn từng hàng cây. Tự sáng tác hả? Người ta dùng cái từ là tự sáng tác. Dùng tự chế đấy thích mấy nói mấy cái chữ dân dã nó thân thuộc nó